gì. Ở trong có hai khuôn. Cái sôi hả hải? Sôi, để mình thò vô nha. Thò vô nó cắn hả? Rồi mà bởi phụ nó. Giờ mình chế bột vô trong này vô nha. Để đây nó hư cái này. Hai mắt nắp son gà đi xem mắt trong có gì. Nếu không có gì thì hãy để làm cho nó có hả? Lại đi. Không có thì làm cho nó có. Như làm hai ra cái hết không? Có không? Hai thường. Hết đổ đổ hẳn luôn đổ được. Đỏ tràn bờ, tràn bờ. Nước tràn bờ gan. Cái gì nữa? Vô liền mà bãi, vô liền đi hỏi. Mình dân theo bao nổi gì đó. Dân theo bao nỗi sầu đau. Nước tràn bờ gan. Nước lưỡi. Rồi, bây giờ mình hấp cái nồi bánh này là mình hấp chắc là khoảng mình hấp 1 tiếng mấy 2 tiếng hồ là đảm bảo là đảm, lâu vậy đảm bảo là ngon. Hồ lâu quá hả? Đợi ăn chích lâu quá. Ủa mấy tiếng dữ rồi hả? Thì tới cái mấy 2 tiếng hồ quá đợi lâu hả? Mình hấp từ từ mình đi nhận vòng mình để lại mình dặn tiếp. Mà mình hấp để lửa nhỏ mà mình hấp lâu thiệt lâu cái bánh nó ra màu đỏ đẹp. Để tắt lửa. Cái này đang không có cái chơi đi, đi chơi cái hồi cái này đỡ vô chậm. Đi chơi đi vòng nấu cơm ăn kêu mẹ dẫn đi vòng vòng sớm nấu cơm ăn ăn xong rồi ngủ giấc rồi về dậy chậm tiếp phải thôi phào phào ra kìa con này mình chậm gì nhưng mà ăn rồi để sáng mai mình mới ăn còn nếu mà tối ra ăn lén thì cũng không biết gì được hay không nha tối vậy sáng mất hết khuôn còn có khuôn. Này ăn sớm không ngon để sáng, để sáng ăn, ăn mới ngon mới dịu. Bây giờ mình còn chờ thêm thử coi cái nồi bánh chuối hấp của mình ngày mai có ngon hay không nha. Vườn mình thì nay sắp sửa sạch sẽ rồi. Láng bóng rồi hả? Láng bóng cái này mốt đi ra đây phải chống gậy. Không chống gậy té. Còn có khúc này tở vô trong đây hả? Chút nữa mình gom cái lá lá này mình đốt thêm bận nữa. Ở đằng kia thì đang cháy rồi cái này mình không cho cháy lớn. Cháy lớn thì nó bị hơi gây dừa. Mấy cây dừa nó nóng quá nó bị cháy. Rồi mình cho nó cháy ngúng ngúng mà. Rồi chiều nay thì chú Hai với anh Hai Ấn lát nữa bơm bùng. Thì mẹ mình nói là vừa bơm bùng. Rồi tại vì bùng nó ướt ướt rồi mình gãy phân lên liền. Bạn cho phân nó tan theo cái bùng đó rồi nó thấm xuống đất luôn. Bạn cho dừa nó tốt thì lát nữa mình đi gãy thân luôn. Còn giờ chú Hai tới rồi mà không biết chú Hai đi đâu rồi. Còn anh Hai Ấn với chú Bảy thì chưa có tới. Giờ mình tranh thủ mình lột cái dừa đặng mình làm nước cốt dừa. Chút nữa trắng chắc chưa cảm thanh cho nên dừa vỏ mỏng. Mỏng cũng khó lọt lắm hả? Này lọt cái nằm cũng khó lọt ha. Chỉ chưa gì hết tên cái đụng rồi. Cái vừa vỏ dày lọt cái nằm dễ. Mình không muốn lọt cái nằm mình lại lọt nó đâu cho. Lỗng lột. Hồi đó thì thấy cái gai đó tình xạo lắm vậy. Thấy người ta chọt xuống cái tưởng tượng mình té, mình lỡ mình té xuống cái chắc chết luôn. Bên kia luôn rồi nó dính cứng chết tại chỗ luôn đó đó mình để đầu gối vô mở tợt cái cây á mà cái đó mình tưởng tượng thôi chứ mình chưa thấy ai bị á nhưng mà sợ thì nhìn ghê tại vì nhìn nó bé ngót nó nhọn quắc hơn dao đâm hồng heo nữa dữ lắm bé hồi cái cây hồi đó còn lọc hơn cái cây giờ nó dạng ồ thấy ghê dạng bé hơn dao rồi nè bé dữ lắm bé. Vô lấy cái cây đùa lại.
cái nữa. Nhắc từ từ để vô cái đùa khó được. Này gặp có cái cào ha. Bù cào của bác Giới hả? Ừ. Cái này phải hỏi thăm bác Giới. Ở đâu bác Giới, ở đâu có ăn bự không? Mình giờ không có thai, không có mặt đồng bò, tại vì lát nữa phải đi gửi phân cho nên cởi cởi ra cởi vô mắc công. Mắc công cởi rồi đi. Đây là miếng bánh chuối chiều hôm qua mình làm nè, rồi nay nó lên màu đỏ, đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím, nó còn ngọt đỏ hơn. Ngon lắm. Giờ á, mình với sau khi mà lọt cái dừa xong mình vắt nước cốt. Vắt nước cốt rồi giờ mình chuẩn bị thắng nước cốt. Thắng nước cốt ở trong đây là bột bột gia dụng. Đây. Cái này giờ mình để vô cho nó một miếng muối với miếng đường. Xong rồi cái mình thắng lên. Bánh chuối ngọt thôi, mình để muối thì khỏi để đường. Để đường không ngon. Để nước cốt mặn không ngon. Chứ không khăn mà lại cho không muối gì. Đó. Còn cho thiệt đó. Quậy nước cốt vô đây luôn, cái mình bắt lên bếp cho nó tan ra. Bữa nay thì thứ hai, nhưng mà bây hôm qua Vi ra bệnh á, chắc một găng hay gì á, vậy cái thấy nóng nóng rồi mình không có cho Vi đi học, cho Vi ở nhà ăn rồi ngủ nó hết bệnh. Muốn thuốc hết bệnh nơi học vậy. Bệnh vô lớp vậy chứ quạo bật cội ngửi mà ấy. Vậy khi vô lớp vui hết bệnh cũng có. Giờ mình bắt con biết rồi, cái mình quậy hoài vậy nè, mình cho ăn hỏi cái nước cốt mình nó đều, nó không có bị ấp đâu. Sao giờ này chờ đến 2 nãy giờ chưa tới nữa thôi. Chắc chưa cảm hay à, cơm nước chuẩn bị xong xuôi, không thấy người đâu hết tên. Được ăn, được uống, bánh tái chuẩn bị hết. Chuối nữa kìa, chuối nấu nữa. Dạ. Chuối nấu nữa. Nấu nữa hả? Ừ. Tao mở vớt ra để trong nè. Trái mà vậy? Trái mà trái gai rồi. Trái gai gai hả? Ừ. Cái này nước cốt này mình vừa sôi cái đấy, mình đổ cái tôm là được vậy đó. Qua, qua đẩy rửa giùm giùm cái đó. Dạ. Đẩy rửa giùm cái đó. Vậy cái này là không được nghỉ ngơi, không được dòm ngó chỗ nào, dù tay đẹp có đi ngang mình không được dòm. Nó dòm như cái nồi thôi, nó khét, nó bị ốc đâu. Thấy đẹp cái nào cũng được nhìn hả? Liếc thôi. Liếc vậy thôi. Con liếc, con nhìn ngay nồi. Sao được, không lẽ chia làm hai vậy? Được. Chắc mà phải làm được. Con thấy tiền nè, con thấy gánh nè. Không đồ gấp đây rồi. Tóc bẩn nồi luôn ạ. Ôi nó ngon. Cái tô nhiều hơn đi. Mình làm hai cái, tâm nhạc cái, ngoài vườn cái. Còn cái nồi nữa. Để nồi để Khánh. À. Ai hái cái nồi ăn cái nồi. Ngon quá hả? Bánh tươi luôn á mày. Mình trơn rồi ha. Ừ. Láng lành luôn. Béo như lắm béo rồi. Thấy này mình bỏ muối chứ mình không có bỏ đường, nó được như vậy chứ gặp bỏ đường vô là nó cái màu nó ngà lại. Còn đây là chuối xiêm chín sòn sòn rồi đem đi nấu, lát nữa đem ra cho mấy chú ăn bằng ăn. Bây giờ mình cắt bánh chuối, còn ở bãi thì gan mè, gan mè đặng gấp lên cái nước cốt dừa. Chú Hai với anh Hai Bé với chú Hai Ấn
đi ra ngoài vườn rồi, dắt các bé đi ra ngoài vườn rồi. Giờ mình cắt chuối chuẩn bị đem ra. Còn dì Hương thì lấy phân bỏ vô thau, rồi mình với dì Hương đem ra ngoài. Cái khúc này là hồi nãy mình thử nè, mình thử ăn ngon không nè. Nhưng mà nó cũng ngon. Ây. Cứng lắm mà bạn ơi. Cứng lắm chứ không có mềm đâu. Thử qua luôn. Bột của mình đó chứ bột của mình nó nhạt không ngon. Dạ. Dạ, 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 dạ. Nó mà nó cứng hơn. Vậy sao ấy? Nó nổi cái sân bình thái bình thôi. Ông thấy nó đang chưa? Ở ngoài nó có lá dừa. Đập ngược lại luôn đi. Tại hiện hả? Không có vô đây, bỏ ngoài nè. Dạ. Ở trong cuộc đó đẹp chứ ha. Sai bột của mình nó giảm nhẹ mà ngon lắm. Giờ tất cây đi ngoài chơi nha. Tô kì nhiều nhiều mà ấy. Cái bánh chuối nó dính cứng, bánh hết cứng quá chừng cứng này. Hết cứng ngắt luôn á. Không có mình ăn hồi hồi lúc mình ăn không có cái không có ăn dễ không. Ừ, miếng bánh chuối đỏ đỏ hồng luôn á, đẹp vậy ha. Đó. Làm với cái bông. Ừ. Đỏ hồng luôn. Chuối này mà được cái mùi cho nữa ha. Tối nay thì ở nhà mình ăn. Bỏ phân vô hai thánh phụ đi nha. Nước cốt dừa cũng được nữa. Mà cái này chấm nước cốt dừa cũng được luôn. Giờ Khánh đi thay đồ nha. Khánh đi thay đồ à. Bây giờ mình múc nước cốt ra, chiếu mè ra, chén. Cái này của mẹ. Không phải, vừa ăn vừa hết không mày. Như bánh xèo á. Béo. Mày có gì hơn? Khánh trong tư đó hả? Khánh có cái Khánh là cái tô. Liều ăn nhiều. Rồi, ngồi nghiến bánh chuối này nha. Mời các bạn, mẹ mà bãi. Anh đây chính giữa đi. Dương, Dương lấy miếng bự nè, miếng bự nè. Đó, đúng rồi. Dương phải ăn miếng bự. Khánh miếng lượng miếng nhỏ nhất. Miếng này nhỏ, miếng này nhỏ, miếng này nhỏ. Nhỏ nhất đó. Rồi. Quẹt quẹt quẹt. Đây có mè, có nước cốt dừa. Chuối hấp mà nó tím tím đẹp quá hay hơn. Ừ. Chuối. Chỉ biết không? Để rửa riêu là bị tím à. Đừng giùm áp quá. Rồi em về là em dĩa là nó tím rồi. Để về pha luôn. Dắt luôn. Dì Hương ơi. Mình không ngờ mình làm bánh chuối ngon vậy. Cái này ngon là tại vì nhờ mẹ ăn cơm á. Nhờ mình làm bột gạo xay. Ăn dẻo ha. Ăn dẻo mà nó thơm. Tại bột gạo nó mới. Mới ra làm liền. Cái nước cốt dừa nãy mình thắng mình không có để đường.
mình để muối mà mình để muối vô cái nước cốt dừa làm cho cái nước cốt dừa nó béo béo dính mép rồi ăn phải liếm mép luôn. Làm gì uống đi uống cốt cho bổ thơm nè thơm này à là phải chút đường vô mới ngon. Cái này đường này à còn này để đường cho là nó hắc béo rồi nó vừa để đường cho nó không béo rồi nó muối nó mới béo. Cái này ngọt à còn này mặn hai cái chấm chung với nó hoài với nhau ăn nó mới ngọt ăn cho hết cốt rồi mày cái cốt còn hồi nó làm gì giờ nó xong này sao mày ăn nó xong được có nhiều cốt hả không tái vừa mà mẹ còn là cái xong đó. Ủa dắt cái xong nhiều lắm đó còn ăn miếng nữa cho hết nước cốt rồi giờ lấy thăm ăn nước cốt mà cái thăm còn nhóc à mà chưa giờ ngon cái ngon nó ngang bánh chuối kìa nó miếng bánh nó chấm đi ừ ăn nước cốt còn hả cái bổ mốc ớt uống hả lấy miếng bánh á còn ăn nước cốt nữa không hết à vậy thôi khánh lấy muỗng à ê ăn nước cốt được thôi mà chạy vô uống nước lạnh không sao vậy không sao hả mình đã uống nước mưa uống sao rồi để uống nước dũng sao không có sao có sao có sao thấy cần liền thấy cần bên đèn ạ chẳng có một lúc hả đèn có hoài vậy đèn giờ giờ mà bỏ khói tăng hay khói đèn đèn thầy bệnh đèn màu đèn năng lượng mặt trời hay là đèn điện năng lượng mặt trời hay đèn điện nhớ không tăng tăng khoe tăng tỏ hơn đèn đèn khoe đèn tỏ hơn tăng đèn ba đứt gió còn chăng nói đèn còn tăng khoe tăng tỏ hơn đèn sao tăng phải chịu trung loạn đám mây trung loạn đám mây là tăng nó thôi vậy đèn đâu chung đâu ha đèn luôn luôn là cái nào cũng hoài. Có lợi hết á tăng đèn cũng có lợi hết hả ăn hết hả giờ lại chút xíu rồi thì hơn miếng lại nhanh giờ miếng nữa ăn cho hết nhà mình có. Ăn trước khi đi ra ngoại gây phân tại vì ra ngoại gây phân là tay phân với lại bùn không à ăn không được với lại ăn lấy sức đừng ra ngoài giải phân vô nước cốt à vô không sao ăn nhanh thấy ghê không còn to rồi mà ừ. Còn đi luôn chị Sáu cũng chán luôn chị Sáu vô 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 ăn chị nước cốt rồi chú Hai với anh Hai Ấn đang làm đụng ngoài á giờ mình đi ra ngoài nha đây bây giờ mà phải bỏ chuối này vô bịch ăn mình đem ra ớt cái này nó mềm quá để trong nhà ăn đi còn như đây ăn mặc nghĩ gì mà phải bắt gì nữa ăn chuối nữa đâu rồi giờ mình bao tay mình đi ra cái cam nữa màu vàng á cái nhỏ hỏng bao bề này tới xuống đưa cái bề này tới lên ai bắt quả tang dạ cái này nè cái này vô tâm bữa mở bao vậy á nghĩa là tiền không mở bao ngược đâu có cái này bè này tới xuống nè đứa này tới lên bữa mở bao á vậy đúng nè rồi giờ đi cái sách nào với nào giờ bánh cái này đi với nước với phân giờ không phân nữa mà hả con bứng thấu phân đó chứ xe ba thấu phân nữa mà ủa ba thấu phân nữa hả mà bảy gãy luôn hả đây mà đâu gãy đâu cái này vậy không biết ai gãy không được giờ gãy phải thay đồ chứ không thay đồ sao gãy đi đi ha đi ra nghe mà đẩy mà luôn ha hồi sáng đốt cái mà bả là mấy có hai bên dùng chúng mày dưới xe lôi hồi lần nhé xe lôi đạp ngồi ấy không được á ngồi hai bên nữa ngồi ngay giữa không đủ á kìa chú Hai với anh Hai bên tới khúc ngoài đó rồi kìa trời ơi bơm mới mấy gấp ra đời giải một tăng là hết
nước bỏ anh đâu mình sụt xe tên đó dạ? Nó bỏ anh đâu mình sụt cái xe tên đó. Thì đồ ăn để đâu ta? Đồ ăn để đâu vậy? Để lên cây vú sữa đi. Ủa sao này hồi nãy mình không gãy trước cái bơm bụng lên cái bụng nó trôi ra đâu cái nó hấp vô trần. Cần gì phải bơm xong mới gãy. Có tại nãy giờ không hả? Chạy ra không kịp hết chứ. Không có, này bơm rồi gãy cũng được. Chứ gãy tốt thì bụng bụng. Vậy hả? Hôm qua đâu cho gãy tốt đâu. Dạ. Cứ gãy tốt thì nói. Rồi rồi, giờ này để đâu? Đây, đây, để đây, gốc chút sữa nè, bà bãi đây. Để cái bánh này lên nè. Để cái bánh này lên đây đi. Dạ. Để gì đi. Xiết đi. Hả chó ăn thì mấy chú khỏi ăn. Chứ giờ sao? Để đại đi ha. Đi, đi dậy phân. Cái thau phân mình thì mình lấy cái thau nhỏ nhỏ thì đi. Trời ơi, dị thương bỏ luôn nhét vô. Phân này phân gì vậy mà bãi? Phân nhau ghê màu xanh. U gai xanh hả? Phân xanh á hả? Quân đạm, đạm màu xanh. Thế hả? Đạm. À, nhìn giống như là cái này giống như là bánh cốm vi gì? Cốm cốm ăn cho mau tiêu. Cốm tiêu gì? Cốm gì vậy? Cốm tiêu quá. Giờ gãi sao ta? Vậy không ơi, gãi sao? Trời đại vậy không? Dạ. Hả? Tại vì bồn này còn đang ướt nè, cho nên nó là mình gãi chặn cho bồn nó tan thân ra luôn, bồn nó ướt nó làm thân tan ra luôn. Họ tới sữa chín kìa. Dục vậy luôn. Sữa kia, chín rồi. Kia nè, kia. Chảy vô gốc của sữa luôn. Ở trên đây có con đá chín đang lội luôn nè. Rồi sao không có chín
đen hư rồi. Hư đen, nó chín vàng, chín vàng. Mấy cái cây gốc cây này mình chưa có gãi, mình gãi rồi. Bứt cỏ. Dạ. Cỏ hả? Cỏ hả? Mà bảy bứt cỏ hả mà bảy? Ừ. Gần nó nóng sợ rồi. Mình không có đốt một lượt, mình không có chăm cho nó cháy một lượt. Tại vì nó cháy một lượt nó làm nóng quá nó chết thì vừa. Hồi mới đi mà hai tiếng đồng vừa đi nó cháy nó nám mình nè tiền. Hả? Khói nó lên nó nóng quá nó nám á. Đang thui á. Không. Gom lại từ từ. Cái trả lời trớt cái gì? Nói cho con dao đâu không biết. Thôi gì dao đi. Để mà mất dấu mà bãi bà. Bãi kéo thánh quần mà bãi. Ok hả? Cái tao quần. Giờ kéo lên hả tụi cái luôn. Kéo lên cái lên. Rồi. Wow. Tay thân không à. Hút luôn cùng con chó hả? Dám đụng à. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đi một vòng cho đỡ ghê. Quay lại hút tiếp. Ghê quá con ơi. Tự vệ.
vô cho cháy luôn. Vườn cho sạch sẽ, thiệt là sạch sẽ luôn. Thank you.
gãi cây rồi. Cây này mà nói vậy giúp ra nhiều ghê luôn. Đó, không gãi luôn hả? Gãi hả? Cây này giúp không gãi. Giúp gãi cả đó mà. Rồi trái rồi ra. Có đem bay lên rồi. Rồi chuẩn bị chết cha bây giờ nè. Nè thôi cứ chó rồi. Đây coi kìa. Cái cha, cái cha. Dập, dập, dập dữ hơn á, dập, dập. Vậy sao dập được? Dập gì được. Vậy tưới nước lên. Tưới gì nước đâu coi. Nước này nè. Chết cháy cái dừa, cháy cái dừa. Cái đầu cháy tới. Kìa. Tới, tới, tới. Cái dừa đầu cháy, mà mất cái dừa tới dữ lắm á. Đó, đó, đó. Nó còn cái dừa nào không tới, mấy dừa tới không cháy. Cứu cái dừa, cứu cái dừa. Trời nó. Chết rồi rồi, cứu cái dừa. Nóng quá, ủa nóng quá. Lên nữa giờ nè. Ờ nó đen. Khói cứt chó. Khói cứt chó. Hang không? Hang không? Hai. Hai kiếm coi con hỏi có loại mặt chuột nào không? Chạy hết rồi. Trời ơi hai nó đẹp quá. Hai. Hai coi nè. Đẹp thấy ghê ạ. Đẹp thấy ghê không? Trời ơi, nó đang trái kìa. Trời nắng thì mình dễ đốt, nhưng mà nó dễ trái. Trời mưa thì mình đốt hoài nó không trái. Giống mày. Giống mày. Giống mày nó mù luôn. Bữa nay mình đã gia nhập được trong cái bộ mà bãi phòng cháy chữa cháy 114 phải không? 114 phải không? Phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy. 114. Giờ tối nữa chứ hơi tối nữa. Còn nữa kìa bên kia, bên kia. Bên kia. Đốt chi vậy giờ dập. Đốt dập. Cái này phải kêu chơi ngu. Vô. Thích nước quá. Rồi nắng. Đã nước quá.